Kenya đang phải vật lộn với hậu quả của lũ lụt, khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và khoảng 30.000 người phải di dời trên toàn quốc trong hai tuần qua. Hội chữ thập đỏ Kenya cho biết, 18 trong số 47 tỉnh ở Kenya bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, trong đó nghiêm trọng nhất là cư dân ở các khu vực khô cằn và bán khô cằn. Lũ lụt ập đến trong bối cảnh những cộng đồng cư dân này đang chật vật hồi phục sau ảnh hưởng của đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 40 năm qua. Ngoài ra, sông Tana bị vỡ bờ làm ngập nhà cửa, trang trại, trường học. Nước lũ cũng đã nhấn chìm tỉnh Garissa làm cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Hội chữ thập đỏ Kenya ước tính số người phải di dời do lũ lụt ở khắp tỉnh Garissa là 22.000 người, phần lớn người dân hiện đang sống trong các trại tị nạn. Tại tỉnh Isiolo, hàng trăm cư dân đã mất gia súc do lũ lụt hoành hành. Nhiều người trong số họ trở thành người vô gia cư. Cơ quan quản lý hạn hán quốc gia Kenya từng dự báo rằng điều kiện ở các khu vực khô cằn sẽ được cải thiện khi mùa mưa bắt đầu. Tuy nhiên, với những cơn mưa lớn đang diễn ra, tình hình có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn khi cuộc khủng hoảng chuyển từ hạn hán sang lũ lụt. Trong khi đó, tại Somali, mưa lớn đã gây ra lũ quét, khiến khoảng 500.000 người phải rời bỏ nhà cửa và hơn 30 người thiệt mạng. Somali đã hứng chịu những trận mưa như trút nước kể từ đầu tháng do hiện tượng thời tiết El Nino làm ngập nhà cửa và đất nông nghiệp thảm họa xảy ra ngay sau đợt hạn hán kỷ lục khiến hàng triệu người somali đứng trước bờ vực nạn đói